hai bức tranh này thì lần này có một cái đặc biệt đối với tôi là cái trước hôm khai mạc một ngày là ngày 31 tháng 8 thì các hội viên có bỏ phiếu kín để chọn các cái đại diện cho hội tham gia cái triển lãm gọi là triển lãm chọn lọc, mà triển lãm chọn lọc ấy là của Bảo tàng Mỹ thuật Tokyo tổ chức hàng năm. Thì mỗi một hội mỹ thuật cử ra khoảng 2 đến 3 đại diện cho cái hội của mình, tức là những người gọi là ưu tú nhất để triển lãm hàng năm. Thì lần này tôi được chọn là một trong 3 người, thì đấy, cái đấy là có cái đặc biệt đối với tôi. Thì trước hết tôi giải thích về tôi nói về cái bức tranh nhỏ trước. Bức tranh này thì có tên là The Concours. Thì Concours tiếng Pháp là cuộc thi âm nhạc, và tiếng Việt cũng là Concours, nhưng mà đây là cái lối chơi chữ. Tiếng Việt là gọi là Concours. Công thì là con công và cua thì là con cua. Thì đây tôi vẽ là cái người pianist là có hình như là con công này, cái đuôi công và đầu người, và chơi một cái đàn piano là con cua, nhưng mà nó chạy ngang. Thì những người nào mà từng tham gia những cuộc thi piano hoặc thi âm nhạc thì nhìn cái này là hiểu ngay. Thế thì còn trong khi đó ở cái bãi bể đằng xa ấy, thì cái đàn piano thật thì nó lại bốc cháy. Như vậy thì ở đây nó có một cái, tức là khi tôi vẽ bức tranh thì tôi nghĩ đến cái câu nói của ông Béla Bartók ấy, là một nhạc sĩ người Hungary. Thì ông ấy nói rằng là các cái cuộc thi là chỉ để dành cho các con ngựa chứ không phải để cho các nghệ sĩ. Thì nói chung là các cuộc thi âm nhạc bao giờ cũng có những cái chuyện như thế. Và những cái cuộc thi âm nhạc bây giờ nó ở cái tình trạng là nó không những cái người mà giỏi nhất ấy, thì thường là không tham gia những cuộc thi, ví dụ như là Arthur Rubinstein hoặc là Vladimir Horowitz, là những cái pianist họ không bao giờ họ tham gia thi cả. Ý muốn nói là những cái cuộc thi âm nhạc, trong cái cuộc thi âm nhạc là rất ít khi là có công bằng. Đấy là về bức tranh này. Bây giờ nói về bức tranh này. Bức tranh này có tên là Những con chim không đầu. Thì nói chung một trong những cái cách sáng tác của tôi là tôi thường vẽ những cái ý tưởng mà nó hiện ra trong những giấc mơ, nhất là những cái ý tưởng mà khi những cái giấc mơ mà nó tương đối là bền vững ấy, tức là nó lắp đi lắp lại, thì tôi vẽ những cái ý tưởng như vậy. Thì khi vẽ bức tranh này thì có một thời gian là tôi nhìn thấy một cái giấc mơ, trong đó tôi bị tấn công bởi những cái con như là nửa gà nửa chim mà không có đầu. Và tôi rất bị ám ảnh với cái giấc mơ đấy, tôi tỉnh dậy tôi không hiểu nó là cái chuyện gì. Thế và cái bức tranh này tôi vẽ như vậy. Nói chung ấy, thì trong cái bức tranh ấy, nó không có cái ý nghĩa văn học, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà đối với những người mà thích cái nội dung văn học ấy, thì có thể tôi trình bày một cái cách giải nghĩa là đây là những con chim mà cái tổ của nó bị vỡ, mà không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng mà nó nghĩ rằng người nghệ sĩ là thủ phạm và nó tấn công người nghệ sĩ. Còn trong cái thế giới này là cái thế giới của cá nuốt cá lớn nuốt cá bé, thì cái người nghệ sĩ là cái người rất là cô độc và ít được người hiểu. Thì đấy là một cái version, một cái interpretation của cái bức tranh này. Thế còn bản thân tôi nghĩ là cái bức tranh ấy, nó là một cái, khi mà nó rời khỏi cái tay của người nghệ sĩ thì nó trở thành một cái như là một cái vật thể sống độc lập. Và cái tinh thần của bức tranh khi mà nó truyền được đến cái trái tim của con người thì lúc ấy nó trở thành nghệ thuật. Mỗi một người tùy theo từng cái văn hóa của mình, cái trình độ học vấn của mình, cái trải nghiệm của mình, khi nhìn cùng một bức tranh sẽ có những cái cảm giác, có những cái cảm xúc khác nhau. Và đấy là cái hay của hội họa. Tôi là cái người không học ở hội họa ở Việt Nam. Tôi là hoàn toàn tự học. Thế thì nếu mà tôi nói cái trường hợp của tôi ra, tôi sợ là nó không khách quan lắm. Nhưng mà nếu mà nói chung cái tình hình hiện nay ấy, thì họa sĩ ngày nay có rất nhiều thuận lợi so với lại cái thế hệ của chúng tôi, là cái thế hệ mà lớn lên trong cái thời chiến tranh. Bởi vì ngày nay có Internet chẳng hạn, là họ có thể cập nhật rất nhiều các cái thông tin và những cái tư liệu ở trên Internet. Và cái điều kiện để học tôi nghĩ là nó lớn hơn ngày xưa rất nhiều, các cái nguồn. Và thứ hai nữa là cái chuyện đi lại cũng dễ hơn. Nên là đối với họa sĩ ngày nay tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam ấy, là có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Và hiện nay thì ở trong nước tôi thấy cũng có rất nhiều cái người mà thử các cái xu hướng khác nhau. Thì đấy là một cái rất là tốt. Nhưng mà về một mặt khác ấy, thì tôi thấy là nó có những cái vấn đề về, ví dụ như là qua cái khi mà
nói chuyện, những cái buổi nói chuyện về kỹ thuật vẽ sơn dầu hoặc là những cái qua những bài viết ở trên internet của tôi, thì tôi thấy là và trao đổi với các bạn trẻ thì tôi thấy ở trong nước ấy là cái việc dạy thì hội họa trong các trường ấy, nó có một số các cái vẫn còn một số các cái vấn đề mà cần phải làm tốt hơn. Ví dụ như là chẳng hạn những cái trường mỹ thuật Yết Kiêu là trường mỹ thuật Việt Nam ấy, đã thành lập 90 năm rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có một cái giáo trình về kỹ thuật vẽ sơn dầu. Và vì thế cho nên là học sinh tốt nghiệp ở trường ra có rất nhiều cái mà không chưa nắm được về kỹ thuật vẽ sơn dầu, thế là một. Và thứ hai nữa là tuy là hiện nay có rất nhiều các cái điều kiện về vật chất, về họa phẩm, nhưng mà cho đến bây giờ họa sĩ ở Việt Nam vẽ màu vẫn dùng cái màu gọi là màu của học trò, tức màu sinh viên. Các hãng họa phẩm họ sản xuất hai loại màu, một loại màu cho họa sĩ chuyên nghiệp, một loại màu sinh viên. Màu sinh viên ấy thì trong đấy nó rất ít pigment và nó cho những cái chất độn khác và để nó giảm giá thành. Và tất nhiên như vậy là cái chất lượng của sản phẩm nó tồi đi. Và chẳng hạn như là trộn hai cái màu với nhau, đáng nhẽ nó được cái màu như thế này thì nó lại ra một cái màu khác. Và hoặc là nó bạc màu, phai màu rất nhanh so với thời gian, vân vân. Thế thì nếu mà đã là một họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp thì rất không nên dùng cái màu sinh viên. Thế nhưng mà rất tiếc là ở Việt Nam hiện nay rất khó, bởi vì tất cả các cái cửa hàng nhập họa phẩm họ toàn nhập màu học trò vì là rẻ. Thế thì nếu mà ai muốn mua màu chuyên nghiệp ấy thì là phải đặt mua từ nước ngoài, cái thứ là cũng khá rắc rối. Nói thật là các cái trường nghệ thuật ở bên này, ví dụ như trường Gedai, tức là trường âm nhạc nghệ thuật Tokyo, hoặc cái trường Musashino, họ dạy rất là cơ bản. Và tôi đã gửi một cái website về cho mọi người xem ở nhà, tức là sinh viên họ học đúng cái phương pháp mà gọi là truyền thống ở trong Viện Hàn Lâm. Tức là ví dụ như họ học hội họa thì sinh viên họ học đầu tiên họ học copy các tranh của các bậc thầy như là Botticelli rồi Leonardo. Đấy, sau đó họ học nghiên cứu rất kỹ về lịch sử mỹ thuật và họ vẽ design rất là kỹ. Và cuối cùng thì họ, và trước khi học kỹ thuật vẽ sơn dầu thì họ được giảng, họ chép tranh của các cái bậc thầy để họ hiểu cái kỹ thuật và họ làm cái đó rất kỹ. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà được học trong cái điều kiện như thế thì cũng tốt.